Chào mừng em cùng đến với bài số 39 của khóa học là ARPANET MEC. Chúng ta hôm nay chúng sẽ vào cái bài đầu tiên trong cái phần là thực hiện dự án thực tế. Chúng ta sẽ vào bài thứ nhất. Chúng ta sẽ đi phân tích dự án và xây dựng cơ sở dữ liệu. Thì với một cái dự án khi mà chúng ta bắt đầu nhận khách hàng về thì các em sẽ đầu tiên là các em chỉ có thông tin về yêu cầu của khách hàng thôi. Chính vì vậy chúng ta phải đi qua bước là phân tích nha. Bước mà tiếp nhận yêu cầu khách hàng ấy, thì nó gọi là bước khảo sát. Các em sẽ có bước khảo sát và chúng em sẽ ngồi trực tiếp với khách hàng và chúng ta sẽ tiếp nhận những yêu cầu mà khách hàng đưa ra. Sang đến phần thứ hai là sau khi có yêu cầu thì chúng ta sẽ qua đến phần phân tích. Thì hôm nay anh sẽ đi qua phần phân tích luôn và những cái phần khảo sát thì coi như bây giờ anh sẽ đưa ra luôn. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ đi vào phần phân tích dự án. Thì phân tích dự án sẽ có hai phần là phân tích về chức năng và phần thứ hai là phần phân tích về dữ liệu. Thì đầu tiên chúng ta phải đi phân tích về chức năng trước. Chúng ta phải với những yêu cầu khách hàng đưa ra thì chúng ta sẽ phải đưa ra những cái chức năng để phục vụ cái việc là đáp ứng những yêu cầu của khách hàng. Để chức năng được thực hiện được thì chúng ta phải có cơ sở liệu, thì chúng ta sẽ qua bước là xây dựng cơ sở liệu. Thì đầu tiên anh sẽ mở ra, sẽ liệt kê lại xem là với yêu cầu của khách hàng trong dự án này là những gì. Thì anh sẽ mở một file Excel đây. Anh sẽ đặt tên đây là yêu cầu nhé, yêu cầu dự án, yêu cầu dự án sinh viên tuần mục. Bây giờ chúng đầu tiên chúng ta có thứ tự này. Hai là yêu cầu, ba là ghi chú đây. Và chúng ta coi đây là phần mô tả đi, phần sau mới là ghi chú. Và chúng ta bỏ phần mô tả này, chúng ta có thể thay bằng đối tượng sử dụng đi. Thì học cái phân tích này nó sẽ có một cái môn dành riêng gọi là môn phân tích cơ dữ liệu, phân tích hệ thống. Thì giờ anh sẽ liệt kê ra các yêu cầu với như cô Hải đã yêu cầu ấy, thì chúng ta sẽ liệt kê nhá. Đầu tiên này, một là chúng ta sẽ có yêu cầu về khách hàng sẽ chỉ nói những cái rất là chung chung, đúng chưa? Chúng ta phải tiếp nhận yêu cầu đấy và chúng ta sẽ đi phân tích. Thì với bài toán này thì anh sẽ tiếp nhận được cái yêu cầu như này. Đầu tiên là chúng ta phải có một trang dành cho sinh viên, đấy chưa? Trang này để làm gì? Đấy chưa? Khách hàng sẽ yêu cầu trang này để làm gì? Một là có thông tin, có trang thông tin, thông tin giới thiệu. Về nhà trường. Đấy, đầu tiên là có trang thông tin về nhà trường đã. Cái đối tượng sử dụng đây là gì? Thì nó sẽ gồm là khách. Đấy, tất cả gọi là khách hết. Bây giờ ai truy cập website thì xem được. Đấy. Thứ hai là chúng ta sẽ có phần liên quan đến khách hàng yêu cầu một cái nữa là sẽ có cái trang dành để cho tuyển sinh, thấy chưa? Thông tin tuyển sinh. Thì cái trang này sẽ dành để làm gì? Để là viết các bài liên quan đến tuyển sinh. Thứ ba, thì khi mà có cái thông tin tuyển sinh đấy thì chúng ta sẽ có cái phần là đăng ký nha, đăng ký tuyển sinh, nhận thông tin tuyển sinh. Thế sinh viên sẽ để lại email hoặc số điện thoại để nhà trường có thể là gửi cái thông tin tuyển sinh đấy cho sinh viên. Đối tượng sử dụng ở đây là chính là cái phần là chúng ta tất cả gọi là khách, khách đúng không?
ai cũng được, ai cũng có thể là xem được, kể cả bạn sinh viên các bạn cũng có thể là gửi thêm được đúng không, chả sao cả. Phần thứ tư nó sẽ có phần là thông báo của nhà trường. Phần này được gọi là phần tin tức, thì nó sẽ có rất nhiều cái phần tin tức, tin tức sinh viên, tin tức của nhà trường, mọi thứ chúng ta gọi là tin tức. Thì phần này cũng vẫn là khách hàng, khách ấy, tất cả mọi người đều đọc được. Phần 5 phần thứ năm thì chúng ta sẽ có phần là liên quan đến sinh viên đấy. Sinh viên chúng ta sẽ có phần là tra cứu, tra cứu. Một là văn bản nha, tra cứu có thể là văn bản này, văn bản nhà trường công bố cho sinh viên này. Chúng ta cũng có thể phần là tra cứu ở đây, tra cứu nhanh đấy, văn bản lịch đúng không, lịch một số cái sự kiện gì đấy, chúng ta có thể là lịch sự kiện, chúng ta có thể là tra cứu luôn ở đây. Thì đây sẽ dành cho sinh viên. Chúng ta chỉ cần, nếu mà không cần bảo mật thì chúng ta có thể lấy cho khách luôn đúng không. Nếu mà chỉ dành cho sinh viên thì ta sẽ có cái phần là bảo mật chỉ dành cho sinh viên thôi, chúng ta phải đăng nhập vào mới được. Phần thứ 6 chúng ta sẽ có phần cộng đồng. Cộng đồng là gì? Có nghĩa là chúng ta có thể là đăng bài, sinh viên có thể đăng bài này, hỏi đáp, đăng bài này, sinh viên có thể đăng bài, giống như là một số cái nhóm group ấy, group của Facebook ấy, là chúng ta có thể đăng bài trong hỏi mọi người về một số thông tin gì đấy đúng không, để mọi người trả lời, thì chúng ta có thể là có phần này đăng bài và bình luận, trả lời bình luận. Phần này cũng rất là hay đúng không? Phần này chỉ dành cho sinh viên thôi. Đăng nhập vào chúng ta mới làm được. Thì mới comment được. Phần thứ 7. Sinh viên. Phần này nó sẽ có một số yêu cầu nó hơi đặc thù một chút nào. Biết khoa là có yêu cầu chúng ta là có một cái trang mà chúng ta có thể là đưa cái yêu cầu gửi đến khoa ấy. Thì cái này nó gọi là gần gửi yêu cầu, hoặc là gửi yêu cầu tới bộ môn hoặc là khoa. Đấy, chúng ta có thể gửi những yêu cầu chúng ta, ví dụ là yêu cầu là tra cứu cái gì đấy đúng không, ví dụ như là tra cứu điểm chẳng hạn, thì chúng ta có, hoặc là khiếu nại về điểm chẳng hạn, thì chúng ta có thể là gửi đến bộ môn hoặc khoa. Cái này cũng chỉ dành cho sinh viên thôi. Anh sẽ đưa cả cái file này lên đây nhá. Đây là yêu cầu khách hàng này. Yêu cầu của dự án. Được chưa? Chúng ta tạm thời chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chức năng. 7 chức năng. 7 chức năng chính nhá. Anh muốn gọi là chức năng chính, yêu cầu đấy, chứ không phải chức năng nhé, chúng ta muốn gọi là yêu cầu thôi. Vì với mỗi yêu cầu này chúng ta sẽ đi phân tích nó ra xem chúng ta cần những chức năng gì. Được chưa? Đấy. Thì chúng ta sẽ đi sang tab thứ hai là tab phân tích chức năng. Đây chúng ta sẽ gọi là tab yêu cầu. Tab thứ hai chúng ta sẽ có phần là tab chức năng, phân tích chức năng. Đây là một cái dự án nó tương đối đơn giản để chúng ta có thể là học nhanh nhé, chúng ta cũng phân tích nhanh rồi, chúng ta sẽ đưa ra cơ bản thôi, chúng ta thực hành thôi chứ cũng không đến nỗi là quá khó khăn cho các em. Thì anh sẽ có cái danh mục tương tự như này, được chưa? Với một yêu cầu này chúng ta sẽ có những cái chức năng gì thì chúng ta phải liệt kê ở đây. Thì anh sẽ insert lên bắt dòng vào. Đầu tiên đúng không, một này mình đặt là A đi, một đi. Với này, cái này thì chúng ta cần chức năng gì, chúng ta điền đây chức năng.
Trang đầu tiên đúng không, chúng ta có cái trang là giới thiệu về nhà trường, thì chúng ta cần có một cái chức năng gì? Đấy là chúng ta sẽ có một cái trang chủ. Đấy, theo mô tả của người dùng ấy thì sẽ có một cái trang giới thiệu, gọi là một cái trang giới thiệu. Và còn sẽ có một nút menu để chúng ta nhấn vào đấy để chúng ta chuyển sang trang giới thiệu này. Đấy, trang giới thiệu này sẽ là một bài viết. Đấy, một bài viết. Và có thể là thay đổi được cái bài viết này. Đấy. Sau này nó sẽ phát sinh ra thêm nhiều trang nhé, không phải một trang giới thiệu. Giới thiệu này có thể là giới thiệu về nhà trường này, giới thiệu về bộ môn này, giới thiệu về lịch sử truyền thống của nhà trường này. Đấy, giới thiệu về một số thứ nữa. Thì nó sẽ gọi là chung là các trang giới thiệu. Đấy, thì nó sẽ có một danh sách các trang giới thiệu nhá. Thì đầu tiên chúng ta phải có cái hai phần nhá. Chúng ta sẽ chia nó thành hai phần là phần cho admin và phần cho khách. Đây sẽ tách đôi cái này ra. À, chức năng cho khách này. Còn cái này là chức năng cho chức năng admin. Đấy, chúng ta sẽ phải đi làm hai trang đúng không? Trang admin cũng như là trang có khách. Để trang dành cho khách chúng ta sẽ có đầu tiên là cái trang trang chúng ta sẽ có một cái menu đúng không? Sổ xuống và chúng ta sẽ có những cái liệt kê ra những cái trang người ta cần xem, thì chúng ta sẽ có cái trang là chi tiết nhá, hoặc là bài viết, bài trang, bài viết, đấy, trang bài viết, giới thiệu. Thì chức năng chúng ta sẽ sử dụng từ đây như là hiển thị, chức năng hiển thị nội dung bài viết giới thiệu. Thì chức năng chúng ta sẽ sử dụng động từ nhé. Vậy anh sẽ sử dụng hiển thị này. Đấy, trong cái này thì nó có nhiều cái nữa đúng không? Ví dụ chia sẻ các thứ này đúng không? Thì chúng ta có thể bổ sung đây. Có thể là chia sẻ đúng không? Giới thiệu. À, chia sẻ này. Chia sẻ lên Zalo, Facebook. Đấy, thì nó là chức năng chia sẻ. Chức năng của admin thì chúng ta sẽ có chức năng là khi mà viết cái bài này chúng ta phải có danh sách các bài đúng không? Chúng ta tạo ra danh sách thì chúng ta phải có phần là quản lý danh sách. Danh sách bài viết giới thiệu. Yeah. Quản lý danh sách. À, chúng tăng thêm, sửa, xóa, yeah, xóa bài viết. Đấy chưa? Thêm sửa xóa bài viết. Đấy, cơ bản như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần là thông tin tuyển sinh. Insert nha, chúng ta thêm một số cái chức năng đây. Thông tin tuyển sinh. Thì chúng ta sẽ có chức năng gì? À, đầu tiên thì trong chức năng cho khách đúng không, thì chúng ta sẽ có cái trang là hiển thị danh sách các bài viết tuyển sinh đúng không? Chúng ta phải đăng rất nhiều bài về tuyển sinh trên một cái trang đúng không, chúng ta nó giống như bài viết giới thiệu, chúng ta cứ chuyển đăng nhiều đúng không, đăng nhiều danh sách lên, nhưng mà ở đây nó chỉ là trang hiển thị nội dung thôi, nó không trang danh sách, tại vì cái danh sách chúng ta đặt trên menu rồi đúng không, chúng ta đặt trên menu chúng ta không cần cái trang danh sách nữa. Còn với cái bài tuyển sinh ấy, thì chúng ta sẽ có một cái trang danh sách tuyển sinh, nó sẽ liệt kê ra các bài. Đấy, thì chúng ta gọi là trang danh sách. Thứ hai là trang chi tiết tuyển sinh. Đấy, chúng ta sẽ hiển thị chi tiết một cái bài viết tuyển sinh lên. Đấy, sau đó chúng ta cũng có thể là chia sẻ đúng không, chia sẻ bài viết. Đấy, chỉ ra chỉ cần ấn một nút thôi, chúng ta có thể chia sẻ lên Facebook, lên Zalo cho nó nhanh. Đấy, dành cho mọi người luôn, thì mọi người có thể chia sẻ luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có chức năng là đăng ký tuyển sinh đúng không, thì chúng ta sẽ để dưới này rồi, thì anh sẽ không điểm trên này nữa, thì anh sẽ để đấy luôn, anh sẽ xóa này đi. Đấy, tạm thời chúng ta chỉ có thế này thôi.
Thì admin chúng ta sẽ có trang là quản lý danh sách bài viết tuyển sinh. Nhớ, chúng ta sẽ có trang là thêm chức năng thêm sửa xóa. Thêm sửa xóa hoặc là chúng ta có chức năng là đóng đấy, chúng ta không xóa thì chúng ta đóng thời gian đấy. Đóng bài viết này. Tuyển sinh xong rồi chúng ta sẽ đóng bài viết lại đúng không? Mọi người đọc được nhưng mà không gửi được nữa chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần đăng ký tuyển sinh. Đăng ký tuyển sinh chúng ta sẽ dành cho khách, và khi mà chúng ta truy cập vào một cái bài viết để chúng ta sẽ gửi những cái thông tin lên lên server đúng không, chúng ta sẽ có phần cho khách là gửi thông tin tuyển sinh, thông tin cá nhân được yêu cầu. Cái này là chúng ta yêu cầu cái gì thì khách hàng sẽ đưa lên cái đấy đúng không, thì chúng ta sẽ quay sang cái phần là phân tích dữ liệu. Chúng ta sẽ phân tích xem là chúng ta cần những gửi thông tin gì, ví dụ như là chỉ cần là họ tên này, email đúng không, hoặc là cần cả số điện thoại chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phân tích ở bên cơ sở liệu. Sau khi gửi lên đúng không, gửi lên xong rồi chúng ta sẽ có những thông báo thành công. Thì cái này chúng ta cũng không cần làm một trang mới đâu, mà chúng ta chỉ cần là gửi thông báo thành công chẳng hạn, có thể gửi mail đúng không, hoặc là gửi chỉ một cái thông báo lên thôi, trực tiếp trên trang web chúng ta được. Thì chúng ta sẽ thống nhất là chúng ta sẽ gửi bằng mail nhé, ví dụ gửi mail đúng không, gửi bằng mail. Đấy. Thì nếu mà chúng ta có chức năng gửi mail đúng không, thì chúng ta bắt buộc phải cái dữ liệu chúng ta phải có gửi mail rồi có thông tin là nhập cái mail lên. Về admin thì chúng ta sẽ đi quản lý cái phần mà chúng ta nhận được đúng không, quản lý những cái thông tin mà các sinh viên, các học sinh gửi thông tin lên cho chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận được những thông tin đó, chúng ta sẽ phải quản lý. Thì chúng ta sẽ có cái trang là xem danh sách kết quả tiếp nhận yêu cầu tuyển sinh. Đấy, khi mà các bạn gửi lên thì mình có thể là nhìn thấy được là xem có bao nhiêu bạn yêu cầu đúng không, và những dựa vào cái thông tin đó thì chúng ta có thể là gọi điện hoặc nhắn tin gì đấy để tư vấn cho các bạn. Tiếp theo là phần thông báo. Để thông báo tin của nhà trường đúng không, thì chúng ta có gọi là phần tin tức chung, thì chúng ta sẽ có phần là trang danh sách tin tức. Danh sách tin tức, trang thứ hai là trang chi tiết tin tức. Chúng ta gọi cho động từ nhé, hiển thị danh sách tin tức này, hiển thị chi tiết tin tức và chia sẻ tin tức. Trên cái phần tin tức này chúng ta sẽ insert thêm một phần nữa là phần bình luận. Bình luận với admin thì chúng ta sẽ đi biên soạn cái tin tức này, biên soạn phần tin tức. Chúng ta sẽ đi gọi là đầu tiên là quản lý danh sách bài viết tin tức. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi là biên soạn đúng không, biên soạn tin tức, đó chính là phần thêm sửa xóa đấy, thêm xóa. Bình luận này chúng ta sẽ là nhúng bình luận nhé, bình luận chúng ta nhúng bình luận Facebook cho nó nhanh đúng không, chúng ta sẽ không như nào chức năng bình luận này, chúng ta chỉ cần nhúng đây bình luận Facebook vào thôi. Tiếp theo cái phần tra cứu này, chúng ta sẽ có văn bản và sự kiện đúng không, chúng ta sẽ phải tách nó ra, một là phần văn bản, hai là phần sự kiện.
sự kiện này chúng ta sẽ gộp nó vào phần tin tức. Đấy chưa? Chúng ta có thể gộp vào phần tin tức này. Đấy, chúng ta có thể là gộp ở trên này. Tin tức sự kiện. Thì anh sẽ để cái phần sự kiện lên bên trên. Và dưới chúng ta chỉ có phần là văn bản thôi. Văn bản này hoặc là tài liệu. Hoặc là file gì đấy đúng không? File cũng như là những cái file học tập chẳng hạn. Chúng ta bạn cũng thể tự động up lên một lần được. Không. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phân loại nhé. Chúng ta sẽ phân loại file đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có trang là trang tra cứu tài liệu. Đấy, phần tra cứu này chúng ta sẽ nhập cái keyword vào và chúng ta sẽ tìm kiếm và nó sẽ ra cái văn bản mà có cái tiêu đề đúng không, cái tên văn bản phù hợp với từ khóa tìm kiếm. Trang thứ nhất, trang thứ hai, trang danh mục à, xem tài liệu, xem danh sách tài liệu theo danh mục. Phân loại, vâng, chúng ta phân loại cái tài liệu rồi thì chúng ta sẽ đi tạo ra cái trang mà xem theo danh mục đúng không, ví dụ như là danh mục về học tập, danh mục về lập trình này đúng không, thì chúng ta nhấn vào cái danh mục đấy thì chúng ta xem toàn bộ những cái tài liệu thuộc cái danh mục đấy. Đấy thì nó sẽ tạo ra một cái trang danh sách. Trang thứ hai thì chúng ta sẽ là trang xem chi tiết tài liệu hoặc là download. Đấy, chúng ta ví dụ như file PDF chẳng hạn, ảnh chẳng hạn, chúng ta có thể xem trực tiếp được. Với những cái file mà chúng ta không xem trực tiếp được, chúng ta có thể là download. Thì ở đây chúng ta có phần admin thì chúng ta chỉ cần có cái phần là về tên là quản lý danh sách đây. Tài liệu thứ hai là phần quản lý phần xem thêm sửa xóa này. Đây này, sửa này, xóa này, tài liệu này. À, có một phần rất là quan trọng nữa là chúng ta sẽ cho các bạn sinh viên ấy, các bạn có thể upload tài liệu lên được đúng không? Nhiều khi là các bạn upload còn nhanh hơn cả ví dụ như bạn lớp trưởng ấy, bạn ấy hay có những tài liệu liên quan đến chính sách cái gì của nhà trường ấy, thì các bạn ấy rất hay up nhanh đúng không? Thì mình có thể là cho các bạn ấy up lên cũng được. Đấy, thì chúng ta sẽ có chức năng là upload tài liệu luôn ở trên trang của dành cho sinh viên luôn. Bạn chỉ cần đăng nhập vào thì các bạn có thể upload được. Thì ở đây chúng ta sẽ có chức năng là phê duyệt nhé, phê duyệt tài liệu. Các bạn up lên thoải mái, nhưng mà ví dụ như cái tài liệu đấy nó đang có vấn đề không đúng à, đúng không, thì mình là quản trị viên thì có thể là mình gỡ bài, thì mình sẽ thực hiện cái chức năng là phê duyệt yeah. Mặc định chúng ta sẽ là cho out tu là được đúng không. Tuy nhiên sau khi xem xét thì ví dụ có nhiều người phản ánh là cái tài liệu không đúng à, chúng ta có thể là đi phê duyệt lại tài liệu, chúng ta đóng cái tài liệu lại không cho người xem nữa. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ đến phần là đăng bài của sinh viên. Nó cần như một cái cộng đồng, một blog. À, sinh viên có thể là xem các bài đăng, xem danh sách bài đăng, xem bài đăng. Thứ hai là bài đăng này anh sẽ yêu cầu là chúng ta sẽ làm một cái bài rất là ngắn thôi, giống như dạng Facebook ấy, chúng ta chỉ viết vài chục từ, hai chục từ thôi đúng không? Mấy chục khoảng 10 dòng thôi, chúng ta chỉ đưa ra khoảng 10 dòng, 20 dòng thôi là cao nhất thôi. Còn chúng ta có thể là đăng ít giống như Facebook ấy, đúng không? Chỉ hỏi một câu thôi, ví dụ như là nhà trường mình sắp được đi học chưa chẳng hạn. Ví dụ thế, chúng ta cũng chỉ có thể đăng lên đấy được. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ có phần là bình luận và trả lời bình luận. Yeah, chúng ta sẽ có những cái bình luận Facebook đây. Đấy nhá, đúng cho mọi người bình luận rồi đấy, sắp đi học chưa chẳng hạn đúng không. Khi bài đăng chúng ta có thể là gửi mail nhé, gửi mail cho tất cả mọi người thông báo cái bài đăng.
thì chúng ta tăng cái lượng tương tác và tăng lượng trả lời lên, đúng không? Đăng lên đấy mà không ai biết thì cũng chẳng có ai trả lời, thì đó lại không thành có tác dụng gì cả. Về phần cho admin thì chúng ta cũng có chức năng là quản lý nhé, quản lý bài đăng. Quản lý này thì các em nhớ là phần quản lý thì danh sách ấy, thì nó sẽ có một là xem danh sách, hai là tìm kiếm này nhá, lọc, bộ lọc đấy, chúng ta phải có những chức năng lọc như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần là phần thêm từ xóa thì chúng ta không cần rồi đúng không, chúng ta phải có phần phê duyệt thôi. Cái này chúng ta admin không đăng, chỉ dành cho ấy thôi, các bạn, bạn sinh viên đăng thôi. Thì chúng ta sẽ có chức năng là phê duyệt và đăng. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần là gửi yêu cầu đến bộ môn khoa, chúng ta sẽ có chức năng để cho phía cách sinh viên, và chúng ta sẽ có chức năng là gửi yêu cầu. Đã gửi yêu cầu, và chúng ta sẽ có một trang nữa là trang xem kết quả, xem kết quả yêu cầu, kết quả trả lời yêu cầu. Đấy, thì sau khi mà chúng ta gửi lên cho bộ môn có qua rồi, có người trả lời rồi, thì các em sẽ được xem cái thông tin trả lời đấy, để chúng ta có thể là nắm bắt được. Thì nó sẽ có chức năng là xem chi tiết đấy, xem cái yêu cầu chúng ta. Thì trên admin sẽ có chức năng là quản lý danh sách yêu cầu. Thứ hai là trả lời. À, phía sinh viên thì nó sẽ thêm một chức năng nữa là gửi mail nhé. Gửi mail nó sẽ trên hệ thống, nó sẽ tự động gửi mail cho những người nào phụ trách cái việc mà chúng ta trả lời yêu cầu ấy, thì nó sẽ gửi mail cho cá nhân đó, thì sẽ nhận được cái mail, thì chúng ta sẽ thấy là cá nhân đó sẽ phản hồi nhanh hơn, đúng không? Chúng ta sẽ có chức năng gửi mail nữa. Vừa rồi là có 7 chức năng, đúng không? Và chức năng cuối cùng chúng là quan trọng nhất là chúng ta sẽ có một cái trang chủ được. Trang chủ 8. Và chúng ta sẽ có một cái trang chủ. Trang chủ tất nhiên là trang nào cũng có rồi, đúng không? Thì ta sẽ hiển thị cái gì? Đúng không? Với khách nhá. Khách thì chúng ta chỉ nói với trang khách, rồi trang admin thì anh sẽ tổng hợp một số cái báo cáo. Thì admin thì chúng ta sẽ làm trên trang chủ của admin. Được chưa? Còn với khách thì ta sẽ có luôn là hiển thị các thông tin sau. Chúng ta sẽ có những thông tin gì chúng ta đưa lên. Một là sự kiện. Là sự kiện là những cái rất là quan trọng, đúng không? Thứ hai là phần tài liệu, phần tài liệu mới. Thì những cái mà liên quan đến nhà trường ấy thì chúng ta sẽ đưa lên đây. Là tra cứu văn bản đấy, đúng không? Văn bản này. Tin tức của nhà trường này, đúng không? Tin tức sự kiện, anh sẽ đưa phần sự kiện lên. Sự kiện lên trước, tin tức lên trước, sự kiện tin tức lên trước này. Xong có phần là văn bản, đúng chưa? Văn bản. Có rất nhiều cái tài liệu văn bản mà các em tìm có lúc cần tìm mà chả có, chả thấy đâu. Đúng không? Chúng ta cần đưa cái phần này, tin tức sự kiện này lên. Sau đó thì có thể là hiển thị tiếp đến. Không. Sự kiện đi. Tin tức sự kiện nha, anh sẽ ghi luôn vào đây. Tin tức có thể là những cái trang liên quan tuyển sinh cũng được, cả tin tức nữa. Thì chúng ta sẽ sắp xếp là sự kiện này, sau đó đến tin tức này, sau đến tài liệu này. Chúng ta sẽ hiển thị một số nhỏ nhỏ về cái phần bình luận, phần gọi là phần chúng ta sẽ có cái phần đăng bài đấy, chúng ta gọi là bài viết, bài đó, hỏi đáp đấy, bài đăng sinh viên. Đấy. Thì chúng ta có một cái trang để hiển thị bài đăng. Thứ đấy chúng ta cần nhỏ thôi, đúng không? Ra theo dõi hàng ngày. Thì cái phần thiết kế nào chúng ta sẽ thực hiện tiếp vào buổi hôm sau. Nên buổi hôm nay chúng ta sẽ học đến đây thôi. Và buổi sau chúng ta sẽ đi phân tích dữ liệu là chúng ta cần những cái gì nhá, cần dữ liệu, cần cái những cái bảng nào thì chúng ta sẽ tạo trên cơ dữ liệu, và anh sẽ chia công việc cho một người
là sẽ làm những chức năng nào. Đấy chưa? Thì với mình tại sao dừng ở đây?